trời luôn, ừ quá trời luôn á, à, đã quá, đã quá ba con luôn. Quá dữ, quá dữ, quá dữ, ba con luôn. Cá lực kiến hầm xả bốn con luôn chứ. À không, con đó bự, bự quá nè, nè chị cho coi cái chị. Ôi quá trời luôn, con cũng cũng đồ này nữa coi. Cả nhà thấy không, quá trời bự luôn, hên quá ha chị, hên quá. Cuối cùng mình cũng có đồ ăn rồi, cầm chị, cầm cầm chắc đây cho cả nhà coi đó chị. À, à, đã chưa, có trứng hết rồi đó. Đó anh giỏi quá anh ơi, chạy nữa đi anh, anh giỏi quá, chạy nữa anh, giỏi quá. Ok giỏi quá rồi, giỏi quá, ok giỏi quá tía ơi. Cá này bự hơn cá nãy nữa nè. À đã quá, cũng bằng à chị ơi, trứng dữ lắm luôn á. Đã quá ha, đã ha, thật đã là ngọt ngay luôn. Bỏ vô, bắt bỏ vô, bắt bỏ vô. Đây em bé lên. Ô con nó bự quá trời luôn, hai con luôn. Yeah chưa đủ. Yeah quá dữ, quá dữ. Đi lên, đi lên anh, chạy nữa đi anh, cá nó đang lên vậy là nhiều lắm luôn á, quá trời luôn nè. Này được hai con nữa rồi, ngay ổ rồi. Bự bự thôi luôn, quá chị ẻm luôn, ngồi bật kinh đi chạy, quá chị ẻm luôn. Để chú ấy chạy chú, cái này có nó không, dữ vậy hả, thiệt hả. Ui phải chí, phải chí quá rồi Phương ơi, quá rồi, quá rồi. Ôi tưởng đâu dính nhiều, quá dính con bự quá. Cái vậy, cái vậy. Ủa cái kiến vậy hả,
Rồi anh ba mới lên hả? Nãy giờ như ngủ. Ôi ơi, quá trời luôn. Được không hả? Chà quá trời. Này nó đang nước lớn cái nó lên quá ha. Đã vậy. Gì mà? Cá nó bự á. Cá này bự quá trời luôn nè. Ui. Chị đại luôn. Quá. Chị đại luôn rồi. Đẹp lớn nữa. Cái này vô mánh luôn à. Ồ, cá bự quá cá Như. Đã quá đi. Nè, từ nãy giờ nè, chị em bắt được nhiêu nè. À. Đâu rồi, bắt được nhiêu cá giờ mình đi mặn làm cái gì ăn ốc quay. Dạ. Quá trời. Quá trời bự luôn ha. Ừ. Mấy con này bự bự không luôn. Đi. Ngay trời ngay ổ. Nước ốc quay. Dạ. À, cá mấy chị em mình chài được nhiêu nè, mình mặn xong rồi mình sẽ nấu canh chua bắp chuối nha. Mình có mấy cái bắp chuối nè, mình chiên sơ ớt một ít nha. Cá lô kiến này cảm nhận thịt quá hả trời, thịt không luôn á, nó có trứng nè. Quá trời luôn. Có biết sao trứng này màu vàng, trứng này màu đỏ không? À, trứng già trứng non, đúng rồi, trứng nó già nó màu vàng vậy, còn trứng non nó sẽ màu đỏ như vậy. Mình sắc xả mình nuôi cá ớt mình chiên cho nó thơm, trái ớt lên cho nó cay cay. Giờ mình ớt nha, mình cho muối nè, ăn mặn dễ ăn, nó cục ngọt. Mình đảo đều cho nó thấm muối với bột ngọt luôn ha. Mình trộn đều rồi, mình cho xả với ớt vào luôn nha. Mình trộn đều rồi, mình để cho nó thấm cho vậy. Rồi mình đi bắt nồi canh. Mình ớp sơ phần cá nó bên chua luôn nha. Mình cho ít bột ngọt nè. Cho ít muối. Cho xíu đường. Quá trời cặp trứng hả chị? Trứng ngon, con nào cũng lấy trứng không luôn. Tới mùa nó đẻ. Mình trộn sơ cho nó thấm rồi được rồi. Rồi mình đem đi nấu canh chua. Ồ, cặp trứng quá trời luôn. Đã chưa? Chắc bắp chuối mình nấu canh chua. Canh chua mình không cần sắc mỏng lắm đâu. Vậy là ngon nè. Ra mũ. Mình cho bỏ một ít muối ở đây. Mình nhấm lửa bắt nồi canh lên ha. Cho dầu vào nha. Mình nóng, mình cho tỏi vào. Tỏi mình thơm rồi, cho con mẻ vào luôn. Xào cho nó thơm luôn. Mình cho nước vào luôn. Nước sôi rồi, mình thả cá vào luôn nè. Mình cho cá vào mình nêm luôn nha. Cho một muỗng canh đường. Muỗng cà phê muối. Thái ngò bỏ canh chua cho thơm. Mình dài đập quế cho thơm. Quế bỏ anh chua thơm. Cá của mình cũng đã chín rồi.
cho bắp chuối vào. Bắp chuối của mình nhanh chín, sôi lên là được. Của mình sôi rồi mình nêm lại là được ha, mình cho thêm nước mắm là được. Thơm quá chị, nước mắm thì nó đậm đà hơn ha. Thơm quá, là canh chua bắt mắt luôn. Của mình chín nè, cho ngò gai với quế vào luôn. Cái hai thứ này vô nó thơm ha, quá trời ngon luôn. Vậy là được rồi, mình nhắc xuống nha. Ăn chiên cá nè, chả mình nóng mình cho dầu. Dầu mình nóng mình thả cá và mình chiên nha. Chiên xả nó thơm lắm luôn. Thơm á chị, bay mùi thơm dễ sợ luôn. Cá mình dọn bên mình chảy nè. Trời ơi, ngon quá ha chị. Quá trời ngon luôn. Thơm mùi xả quá trời. Quá trời ngon luôn. Đó. Sôi lên nè. Thơm quá chị ơi, quá chứ thơm luôn rồi. Chiên xả nó thơm ha. Mình cũng chín rồi Út ơi. Thơm mình được rồi đó. Mình gấp ra ăn cơm đi chị. Giòn giòn. Cái màu nó vàng ngon dễ sợ luôn. Mình gấp ra ăn cơm ha. Quá sức ngon. Dạ ươm luôn. Cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay vợ mình ra ăn món cá lóc chiên nấu mẻ, nấu canh chua mẻ. Chia cá lóc chiên chiên xả mà cả nhà cùng dùng với gia đình mình nha. Mà cả nhà dùng cơm. Mà cả nhà dùng cơm nha. Muối để mình chấm ăn coi. Chuối. Thử miếng cá coi. Cá thịt nó dẻo quá. Cá lóc chiên thịt nó chắc. Cá lóc chiên thịt nó ngọt ha. Dạ. Ngon quá, thịt dẻo khác. Người Út Kiều đi chạy được nhiều nè. Dạ. Nhiều quá chứ. Ôi dễ thịt cá. Em phải ăn bắp chuối. Béo béo ngọt ngọt. Ngon ha. Cái này nó nấu nèm ngon. Cá này nấu canh chua ngon quá ha. Dẻo quá trời luôn. Thịt nó ngon. Cá chiên xả không? Cá chiên này chị ba chiên ngon lắm nè. Thơm quá sức. Nè em, cho em cũng. Cảm ơn. Út ăn cái xả Út. Thầy chồng tình tứ rồi. Em tự tự. Cá ngon lắm anh. Công anh bắt anh ăn nhiều vô. Anh biết ngon rồi. Ngon anh mới chạy. Ngon như cả. Bữa càng ngay ruộng hay sao mà biết nhiều. Dính toàn cá lâu kiển không mà biết gì chứ. Ngay luôn. Tiếp có ăn anh rồi. Không, người cá lóc chiên người ta biết ăn á, chỉ biết ăn nhiều. Không mà nấu canh chua này ngon á, thịt nó ngọt mà nó dẻ. Dẻ khác hả?
như thịt gà vậy ha. Có một cái mặn nó hơi cực thôi phải không? Mặn nó lột da nó hơi cực. Mặn cũng dễ anh ba, em biết mặn á. Mình nấu nước sôi á, cái mình nhúng qua cái là lột da nó dễ lắm. Nhiều người nấu mặn sống đó rất dễ cũng nhanh. Với em tôi nấu mặn cái đâu biết cực lắm. Trứng nè, quá trời trứng nữa ha. Nhưng cục trứng này mới được. Cái này nó vô mùa. Chạy lên cái dính 4-5 con. Cái này có xương nhỏ à, nhưng chỉ có xương giữa nè. Vậy người ta mới thích ăn thịt dài mà nó xương. Thịt như thịt già á. Cái trứng non này nó mềm, cái trứng già nó cũng dai như thịt nó vậy. Giờ chú ở dưới nè. Bắp chuối nó mẻ rồi, ngon lắm rồi. Dễ ăn. Nên bái vô. Cao cờ. Bắp chuối ngon quá. Còn có canh hấp đá thiệt. Anh cho em miếng cơm nữa ha. Một chén không ha? Nửa chén cũng được. Cũng nhiều ấy. Cho chi ăn canh dừa cũng ngon ha. Ừ. Trứng trứng non mềm mà. Có trứng non mềm. Có trứng già nó là dai chứ. Chị ba muối vừa ăn đó, ha. Ừ. Chiên nó giòn mà trong thịt nó vẫn ngon. Thịt nó vẫn còn dai phải không? Ừ. Dẻ. Thịt nó ngọt quá. Ngọt. Nó mẻ ăn ngon thật chứ. Cá đẻ hết rồi, bắp chuối. Bữa cơm gia đình mình đã ăn xong rồi cả nhà ơi. Món này ăn rất là ngon. Thôi, gia đình mình xin bye bye chào cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.